xuống trường Mohsen Nagant đã làm thay đổi quân đội Nga như thế nào. Từ năm 1891 đến năm 1973, hơn 37 triệu khẩu súng trường Mohsen Nagant đã được chế tạo trên khắp thế giới, đưa nó trở thành một trong những loại súng bộ binh được sản xuất rộng rãi nhất trong thế kỷ 20. Lịch sử phát triển của súng trường có hộp tiếp đạn 5 viên bên trong được bắt đầu sau khi cuộc chiến tranh Nga và Ottoman diễn ra vào năm 1877 đến năm 1878. Trong cuộc chiến kéo dài 10 tháng, với chiến thắng cuối cùng thuộc về Nga, quân đội Nga đã truy kích quân Thổ gần như đến tận cổng của thành phố Constantinople. Tuy nhiên, quân Nga lúc này được trang bị chủ yếu bằng súng trường bắn một phát Berdan, còn quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị súng trường Winchester có thể bắn liên tục. Kết quả là quân Nga bị thương vong nặng nề. Sau cuộc chiến tranh Nga-Thổ, yêu cầu đặt ra là quân đội Nga cần có một khẩu súng trường mới, và Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu đánh giá các loại súng trường do nước ngoài sản xuất, đặc biệt nhất là khẩu Lavaux M1886 do Pháp sản xuất. Quân đội Nga sau đó đã xem xét các thiết kế mới, và hai thiết kế dường như cho thấy sự hứa hẹn. Đầu tiên là thiết kế cỡ nòng 0,3 inch, tương đương cỡ nòng 30 hoặc 7,62 ly của đại quý Sergei Ivanovich Mohsen của quân đội Đế quốc Nga, trong khi nhà thiết kế xe hơi và vũ khí của người Mỹ Lyndon Nagant đã đề trình thiết kế thứ hai cho cỡ nòng 0,35 inch, tương đương 35 hoặc 9 ly. Quân đội Nga có thể đã thể hiện một số ưu ái đối với thiết kế của đại quý Mohsen, nhưng khi họ quyết định mẫu súng trường mới thì lại lấy những thiết kế nổi bật của cả hai khẩu, dẫn đến sau này gọi chung là súng trường Mohsen Nagant. Tuy nhiên, điều đó không phù hợp với Nagant, người đã đệ đơn kiện bằng sáng chế, và những lời phản bác được quân đội Nga đưa ra rằng nhà sản xuất Mỹ đã mượn các yếu tố từ thiết kế của khẩu Mohsen. Nhưng một vấn đề đặt ra là Mohsen với tư cách là một sĩ quan quân đội bạch vệ Nga nên không thể đăng ký bằng sáng chế, và thiết kế của ông thuộc sở hữu của chính phủ và thuộc vào bí mật quân sự. Cuối cùng, quân đội Nga đã trả cho Nagant số tiền là 200.000 rúp Nga, và điều đó đã giải quyết xong vấn đề. Leon Nagant và anh trai là Emily vẫn là nhà thầu chính cho chính phủ Nga, và khẩu súng ngắn Nagant M95 thậm chí còn trở thành vũ khí phụ tiêu chuẩn của quân đội Nga. Mặc dù thực tế là khẩu súng trường Mohsen Nagant được sử dụng rộng rãi ngày nay, nhưng khẩu súng này chưa bao giờ được biết đến nhiều như vậy ở Đế quốc Nga hay Liên Xô sau này. Khẩu súng trường này thậm chí còn được chỉ định với tên là súng trường M1891, chỉ từ năm 1924 dưới thời Liên Xô, khẩu súng trường này mới có tên chính thức là súng trường Mohsen. Súng trường Mohsen Nagant được biết đến rộng rãi với tên gọi là M1891. Và phiên bản đó lần đầu tiên được sử dụng với quân đội Đế quốc Nga trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật vào năm 1905. Mặc dù có một số thông tin rằng súng loại này có thể đã được du kích Philippines sử dụng trong cuộc cách mạng Philippines vào năm 1896 đến năm 1898. Các phiên bản ban đầu của Nga sử dụng loại đạn 7,62-54 của Nga, mà sau này được Liên Xô và các quốc gia thuộc khối hiệp ước Warsaw sử dụng trong các loại đạn súng trường và súng máy. Súng trường Mohsen Nagant sử dụng hộp tiếp đạn 5 viên, nhưng hộp tiếp đạn không thể tháo rời khỏi súng. Tầm bắn hiệu quả của nó là 500m. Súng sử dụng khóa nòng khóa then ngang, lên đạn lại sau mỗi phát bắn. Mặc dù được gia tăng sản xuất, nhưng súng trường Mohsen Nagant không thể đáp ứng yêu cầu của quân đội Nga trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Do vậy, chính phủ của sao hoàng Nicholas II đã ký hợp đồng với công ty Remington Arms và New England Westinghouse của Hoa Kỳ để sản xuất khẩu súng này tại Mỹ với số lượng 1,5 triệu khẩu. Khoảng 470.000 khẩu Mohsen Nagant đã được các công ty Mỹ chuyển giao. Nhưng sau đó, cách mạng tháng 10 Nga dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Nga sa hoàng và chế độ Bolshevik mới dưới thời Vladimir Lenin đã từ chối trả tiền mua vũ khí.
Do đó, thêm 280.000 khẩu Mosin Nagant sau đó đã được bán lại cho quân đội Hoa Kỳ, đã giúp công ty Remington và Westinghouse không bị phá sản. Chớ trừ thầy, nhiều khẩu Mosin Nagant được quân đội Mỹ và Anh sử dụng trong chiến dịch 18 nước chống lại chính quyền bản địa thằng Bolshevik. Năm 1930, khẩu Mosin Nagant được cải tiến với chiều dài được rút ngắn lại và mẫu 189130 trở thành biến thể được sản xuất nhiều nhất. Đây là súng trường tiêu chuẩn của bộ binh Liên Xô từ năm 1930 đến năm 1945 và được sử dụng trong suốt cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trung Quốc đã sản xuất súng trường Mosin Nagant theo kiểu 189130 của Liên Xô và có tên là kiểu 44. Loại súng trường này được Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam trong cuộc chiến chống Pháp và được gọi súng trường là K-44 hoặc súng trường bán đỏ. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhiều quân đội của các nước khác nhau trên thế giới tiếp tục sử dụng và sản xuất nó. Liên Xô cũng cho phép họ được sản xuất nó mãi cho đến tận khi họ phát triển được dây chuyền sản xuất súng trường bắn tỉa Dragunov SVD thay thế. Đến nay, những loại súng này của Nga vẫn còn duy trì việc sản xuất phiên bản dân sự. Cho đến năm 2020, Mosin Nagant vẫn tiếp tục xuất hiện trong một số cuộc xung đột với vai trò súng bắn tỉa như ở Iraq, Syria, Ukraine. Với thời gian phục vụ hơn 130 năm, súng trường bắn tỉa Mosin Nagant đã trở thành loại súng quân sự huyền thoại được duy trì trong biên chế quân đội lâu nhất trên thế giới.